U điên mà bây giờ mới về. Tao sang bên bà hàng xóm đi chơi. Thế là bà ấy bảo là bà ấy cho mấy cái áo này đẹp quá. Mà U xem nào. Đây. Đây này. Đây đây, mình ra đây mình xem. Đây. Đấy, cái áo sơ sinh này mặc đẹp quá con ạ. Đây này. Bà xin cho ai đây? Bà xin cho thằng sữa chứ cho ai nữa. Sao lại đi xin cho thằng sữa? Thì ừ. Cháu nhà bà ấy nó chặt rồi, mình thì nó đẹp như này tiết kiệm thì mặc được, mà cháu nhà bà nó khỏe mà. Thì mình lấy cái vía. Ôi mình ơi, mặc. Sao lại lấy vía? Chứ còn gì đâu, xưa các cụ toàn thế đấy. Cứ đi lấy vía xong rồi là mặc con nhà lọ mặc cho con nhà kia, thế là nó khỏe mạnh là cứ lấy được, mặc được con ạ. Cho nó đỡ phí ra. Nhưng mà nhà mình có phải là thiếu thốn thì đâu phải đi xin quần áo. Không, không có xin đâu. Đây là bà ấy bảo là cháu nhà bà ấy là bây giờ nó 10 tháng rồi, nó to rồi mà cháu chỉ 4 tháng thì phải mặc cái đỡ phí mà đẹp như này. Ôi giời, bà ấy cho cả khăn cả khố này. Ôi giời ơi, các này. Ông lấy về làm gì? Cả quần áo này nữa. Quần áo này đẹp thì ta cứ lấy về để cho thằng sữa nhà mình nó mặc. Ôi giời ơi, sữa ông đầy quần áo ông kia có không lấy đâu, ông đem ông giả đi. Con lại phải giả cái gì, người ta giả đi. Rồi bây giờ giả thì người ta cười chết con ạ. Thế lại chả có cái gì là cười cả. U đem giả đi. Không phải giả gì hết. Con đâu có nhờ U để đi xin từ thiện đâu. Tao đây không phải đi từ thiện đâu, góp cái bà ấy bảo là cái thằng sữa nhà mình nhìn nó có 4 tháng thôi thì mặc cái này vừa. Còn cháu nhà bà giờ 9-10 tháng rồi thì bà ấy soạn cho toàn những cái này nó xinh như này đẹp này thì mặc được không sao. U ơi, bây giờ trên này bệnh tật nói nhiều lắm. U đừng lấy đồ của nhà người khác về, U cho cháu mặc như thế cũng không đồng ý đâu. Đây, đây, đưa đấy. Ui dồi, đưa đi. Mày không ấy, con mày mặc thì thôi thì để tao mang được cho cháu nhà tao lợi nhà quê thiếu gì. Nhưng cứ làm nó bé bé bằng như này nó mặc đó phí không mày cười. Ui đừng có lấy cho thằng sữa mặc đi nhá. Tao không lấy cho thằng sữa. Con cũng biết là con vứt cho thằng sữa đấy. Khi nào mày mua cho con sữa thì mày phải nhớ chứ mày. Đây cái này không phải đi thôi mà lấy thôi. Tao cũng tiết kiệm nên tao mang về cho con cháu nhà quê được thiếu gì mà mày. Lúc nào mày cứ như là nhà mày lắm tiền đấy. Nó bây giờ nghỉ đẻ đã đi làm đâu mà lại đi. Chê lắm. Ui ơi, con đi làm lại rồi gấp cái này ngoài này kia rồi, nhưng trên này nó rẻ lắm. Rẻ thì rẻ chứ nhưng mà nó đẹp, mà một thứ hai là con cháu người ta khỏe. Chứ không bây phải giờ là... U ơi, bây giờ nhìn bên ngoài thì nó là khỏe, nhưng bên trong biết sao là bệnh tật gì đâu mà đi. Thôi mày về. Không lấy thì thôi, mày kệ tao để tao mang về. Không cho con thì dùng thôi, tao mang về cho cháu cho tao ở quê chứ mày. Mày cứ lúc nào mày khó chịu đắm đắm ý. Cái gì mày chê. Không phải là con chê, nhưng mà trên này bệnh tật nó nhiều. Biết cháu nhà bà ấy bệnh tật gì cho người bà lại cho. Ừ, nhà bà ấy, cháu nhà bà có bệnh tật thì thỉnh thoảng bế chơi tạm biết thì nó khỏe vâng vâng đi thì bây giờ mới có 10 tháng mà nó đứng lên nó chẳng có tênh tênh nó đi thì có lo gì đấy. Thôi được rồi, tao mang cái này về để tao mang về quê thế nhá. Không được quyết định của tao đâu, cũng mang về quê không có tao đấy, không có quyết định của tao. Thôi con về cháu. Ừ đây, về đây, về đây, về đây, về đây. Ui chứ thôi, mẹ đo chiếc xong em nhận mình à, mẹ chi nhộ nha. Ồ chiều mẹ với em đi mua quần áo nhá. Ồ ho rồi nhá, chiều đi mua quần áo xinh nhá, sắp Tết rồi. Quần áo xinh cho em nhá. Cái này xinh quá, nó mặc là vừa đấy mày ạ. Đấy, cháu nhà mình được 7 cân thì là vừa 7-8 cân là vẫn vừa, nó xinh quá. Ok, thế để U mặc cho nó. Ok, con đã bảo với U rồi. Rồi, con này buồn cười nhỉ. Tao là tiếc tôi thấy nó đẹp quá rồi. Nó bảo với U rồi, con mặc cho nó gì nữa. Cái này cho nó xinh như thế này, đẹp như này. Xinh thì không đồng ý với cháu đâu. Thế làm sao mà có phải mày khó khăn thế là thế nào? Con không đồng ý. Con bảo U rồi, con mặc cứ hạn đi của U đây đấy. Ok, mày buồn cười nhỉ. Mất đi cái gì? Ủa, con nói không đồng ý cho nó mặc rồi. U cứ mặc mặc với cháu đó. Đây. Ôi. Thôi được rồi, không mặc thì thôi. Con bà U còn về quê thì thôi. Tao mang về quê. Cứ thử mặc cho cháu. Thế tao thấy nó đẹp quá thì cứ thử mặc thử được chứ được sao. Thử ra được mà thử.